Xin chào các bạn. Trên bàn mình đang có rất là nhiều loại thức thủy hay là Nivo. Thì mình đang muốn giới thiệu với các bạn cái thức thủy này. Cái này khá đặc biệt, dường như chắc không có hãng nào sản xuất ngoài hãng Stabila. Thì nó có rất là nhiều size. Trong cái series này nó gọi là series thuộc dòng 83S. À, mình đã giới thiệu cho người ta Stabila, họ bọc một cái lớp giấy bình thường như này để cho mình vận chuyển cho nó dễ thôi. Bây giờ mình bỏ nó ra đi cho nó dễ để coi ha. Rồi, hàng mới keng sờ beng đây. Bây giờ mình nói sơ bộ trước hàng thì cái này nó thuộc dòng là 83S. Như là 83S nó có rất là nhiều size. Thì cái cây này là size 16 inch hay là 40cm hay là 400mm, nó còn có size lớn hơn, nó giống y chang như thế này hoặc là 1m. Như vậy thì cái 83S này nó là cái series thôi. Nó sẽ có rất là nhiều kích thước ở trong đây để các bạn có thể lựa chọn. Cái này tương đối đặc biệt. Bây giờ mình sẽ đi sơ bộ trước ha. Sơ bộ trước là nó có 3 bọt thủy, là 2 bọt thủy ở hai đầu này và một bọt thủy ngang. Đó. Và nó có hai cái lỗ này để cho mình cầm tay như này, mình cầm như này hoặc mình cầm như này. Thì khi các bạn chỉnh nhé, các bạn sẽ cầm ở đây, chỉnh qua chỉnh lại, chỉnh qua chỉnh lại gì đó, ha, lên xuống. Đó, vậy đó. Thì cái chỗ này mình cầm đây cũng được, cầm đây cũng được. Và hai mặt là như nhau. Đó, hai mặt là như nhau. Chỉ có điều là cái mặt này thì họ in lên khác laser lên một vài cái thông tin kỹ thuật của cái thước này, chứ còn thực ra nó giống như nhau. Nếu như mình bỏ đi cái phần chữ này nó sẽ giống y chang như nhau. Như vậy nó đối xứng hoàn toàn. À, đối xứng hoàn toàn. Bây giờ mã của cái cây này 40cm này thì mã của nó sẽ là 025242. 02542, 02542 thì có giá tiền là 1.6 triệu COD. 1.6 triệu các bạn ha. Nhưng mà để xem là tại sao một cái thước thủy chỉ có 400mm này 1.6 triệu ra ngoài chợ mua được 10 cái thì nó khác nhau cái gì. Thì bây giờ mình sẽ đi vào sâu một tí xíu. Rồi cái này là họ mài phẳng 6 mặt luôn. Thì ở đây bình thường mà các bạn thấy là thước thủy họ mài cái mặt này và mặt đáy này là hai mặt. Như vậy thì hai mặt chính để đo vẫn là hai mặt, là mặt trên và mặt đáy này. Thì nó sẽ có hai độ chính xác. Thông thường các độ chính xác của các hãng nó sẽ khác nhau. Thì thằng Stabila đối với loại thước này là hai độ chính xác cả hai mặt trái và mặt phải, mặt thuận và mặt nghịch đều giống nhau hết. Ở đây đều là 0.029 độ hay là 0.5mm trên mét. À, nó mài, họ mài đằng sau mặt trên đây nữa. Trên đây một mặt nữa. Một mặt này cũng được mài phẳng vuông góc luôn, thẳng luôn. Và mặt này nữa. Đó. Mặt phẳng này cũng phẳng luôn. Mặt phẳng ở trên này cũng là mặt phẳng luôn, như 6 mặt luôn. Như vậy trong trường hợp mà bạn cân mặt bàn và bạn muốn cân cái bọt thủy chính giữa này thì bạn sẽ cân bằng cái bọt này, bạn sẽ để phẳng như thế này cũng được. Hoặc bạn lật như thế này cũng được. Thấy chưa? Lật như vậy cũng được. Sản xuất tại Đức luôn. Thì toàn bộ cái này là bằng nhôm đúc nguyên khối, nó đúc hết nguyên một khối, sau đó họ mới xử lý cái mặt 6 cạnh này để cho nó đặt độ phẳng và vuông góc. Đúc nguyên khối nha. Nhưng ngoài cái phần này là phần phay này, cái này họ phay để nó ra tạo ra cái mặt phẳng này này. Phần này phay này. Đó. Cạnh nào cũng phay hết, cạnh này cũng phay. Cái này cũng phay luôn, nó có cái lớp nhám của mình vuốt tay mình nghe tiếng kêu này. Đó, mình vuốt tay mình nghe tiếng kêu này. Để cho nó không có bị quá trơn. Đó. Tương ứng như vậy hai mặt này. Nhưng đó chưa phải là điểm đặc biệt của cây thước này. Điểm đặc biệt của cây thước này tức là bây giờ mình sẽ đi vào điểm đặc biệt của cây thước này mà các thước khác không có được. Một đó là cái thước thủy ở đây ấy, vì cái nhôm này là nhôm đúc, phần này phần màu vàng bạn thấy là hoàn toàn sơn tĩnh điện rồi, là chống bám bẩn rồi. Nhưng mà cái bọt thủy vào đây ấy, để gắn vào đây ấy, thì người ta không dùng bắt vít, người ta dùng cái đinh tán bằng nhôm. Một cái bọt thủy này được tán cố định bằng 4 đinh nhôm, 4 đinh nhôm như này, nó không thể sai số được, không thể sọc sạch được. Giống như là máy bay gì đó, họ dùng bằng đinh tán hết chứ người ta không dùng bắt vít. Được chưa? Đó, bạn thấy hai mặt bắt bằng đinh tán hết, rất đặc biệt luôn. Đinh tán hết nha các bạn. À, ở trên đây họ cũng vậy, họ đổ keo đúc sẵn trên đây luôn, chết cứng ngắc ở đây luôn. Rồi một điểm đặc biệt đầu tiên đó là điểm đặc biệt thứ hai nữa là cái bọt thủy ở đây ấy, mà có thể nhìn được bốn phương, một phương thẳng từ bên đây vào. Bọt thủy này ha, nhìn thẳng từ bên đây vào cũng được. Nhìn từ bên đây qua, tất nhiên rồi, thằng nào cũng nhìn được bàn này. Nhưng mà đặc biệt của nó là nhìn ở trên mặt trên này xuống được.
Đó, nhìn là mặt trên này xuống này được. Bạn có thể căn ở trên đây, trên đỉnh này xuống được. Tương ứng như vậy lật qua đây, căn ở trên đỉnh này xuống được. Đấy là trong trường hợp bạn cân theo phương ngang. Trong trường hợp bạn cân theo phương đứng thì bạn dựng cái thước đứng lên. Thì lúc bây giờ bạn nhìn thẳng vào đây. Được. Cân theo phương này, hai bên ha, mặt trước mặt sau, nhưng trên đây nữa. Trên đây bạn cân cũng được. Cái này nó sẽ phù hợp trong một tình huống như sau. Đây. Thì trong trường hợp mình muốn cân xem cái trụ này nó có thẳng không chẳng hạn thế, thì mình sẽ nhìn ở trên đây xuống nó dễ hơn. À, nhìn thấy cái đọt bọt thủy trên đây xuống nó dễ hơn, thẳng lên tí xíu thì mới được. Nghiêng quá, thẳng vuông góc xuống, chiếu thẳng vuông góc xuống này. À, nghiêng quá. À, đó. Tương ứng như vậy cái bọt thủy ở bên dưới này cũng vậy này, mình đặt đảo lên nó cũng vậy này. Tức là cái bọt thủy này đối xứng hoàn toàn ha. Nhìn ở trên đấy cũng được, nhìn ở đây được, nhìn ngang đây cũng được. Đó là hai điểm đặc biệt của cây thước này. Đo 6 mặt luôn nha, 6 mặt đo luôn. 6 mặt đo luôn ha. Sản xuất tại Đức luôn. À, mình có thể cầm tay đây cũng được. Cầm tay như vậy cũng được. Và phần tay trái mình cầm đây cũng được. À, khi đo mà khi mà mình cân mặt phẳng này. Khi mà cân như này mình có thể cầm đây này. Thay vì họ để đặt ở đây thì họ để đây, mình có thể kéo đây, cầm mình kéo đây này. Còn đây mình kéo được này. Đó. Kéo hai bên ha. Xe xích vậy đó. Rồi, giá của cái này là 1.6 thôi. COD toàn quốc luôn. Giá bán lẻ là 1.9. Giá bán tại showroom là 1.6. Thank you.